Dạ Thắng chào cô chú bà con. Ngày hôm nay Thắng đang ở trại giống của mình để quay chia sẻ cô chú chúng ta một số giống. Như ở đây là có mít đang hot trên thị trường là Indo lá bầu. Cái lá đó là cô chú nhìn cái phần trên đó, nó bầu nó tròn ha. Giống này thì bắt đầu đã xuất khẩu rồi. Cây Vinh Thắng ra quay tiếp à. Dừa, bơ sáp lụ. Còn đây là chuối đỏ của Úc á cô chú, chuối đỏ đắt ca. Thì bên đó có chuối vàng Nam Mỹ nữa. Hiện số cây này thì Thắng bứng ở vườn về, để nhiều khi bà con tới không có thời gian để đi vườn, ở đây có mình coi luôn, mình biết giống. Còn chủ yếu hôm nay là quay cây này để bà con ta biết ha. Thì hiện tại ở khu vực phía Nam á, thì ít ai mà bán cây vú sữa hoàng kim mà trôi cho bà con chúng ta. Thì bên Thắng này là bứng ở vườn về và dưỡng rồi, nó rụng lá rồi cô chú. Nói chung là dưỡng cũng gần một tháng rồi, nó chưa có hồi phục. Cây này ít nhất là phải sau Tết Nguyên Đán của mình thì nó ra tàn lại mới đẹp, có cây nó rụng hết lá luôn. Tại vì từ ở dưới cái nền đất á, Thắng mới bứng về thì nó bị mất sức và cũng con tàn xuống này cô chú. Cắt cái tàn nó nhỏ lại cho gọn dễ vận chuyển á. Đây, như cây này nè, quay gần xíu. Cô chú thấy về mất sức nó rụng lá như gốc nhiều nhưng mà nó vẫn sống bình thường. Cái gốc đó thì cô chú chia sẻ cô chú luôn ha, nó bự khoảng ngón giọt cái của mình, có cây bự hơn, nó tầm đó. Đây ngón tay Thắng để vô nè, để ngón giò vô kỳ quá. Gốc là vậy, mấy cây bên đây cũng thế. Chậu thì Thắng vô ngon lành này. Bây giờ với những cái cây này á, cô chú chúng ta mua về là mình chơi thôi. Vú sữa hoàng kim thì khi nó ra trái, trái nó là màu vàng rất là đẹp luôn. Trong sân nhà mình mua hai cây này để hai bên, khi ra trái giống như là hai cái cây vàng á, hai cây vàng để trước nhà, chắc chắn cô chú không khá thì cũng giàu thôi. Đây có cốc luôn. Này thì mấy anh mấy chú mình thích hơn, hoặc là mấy chị thích ăn đồ chua, có trái sẵn luôn ha. Gốc thì nhiều nhiều cỡ. Đây trái nè, trái dữ lắm. Mỗi lần quay mấy này ăn nó sốt ruột quá, ăn thử cho bà con thèm rồi. Sáng ăn sáng rồi mới dám ăn nha cô chú. Có mấy lần Thắng quay mà ăn ổi á, trời ơi đói bụng không kịp nấu cơm luôn. Chua, chua quá ăn nổi. Tại giờ còn nhỏ nè, trái này cũng chưa chín lắm. Này là cốc Thái siêu lùng và siêu trái. Thì quay chia sẻ cô chú vậy ha. Đừng có thấy ở đây ít nha, mà điện tới mua rồi khè Thắng nha. Số lượng cô chú cần nhiều vẫn có. Bên con cô chú cứ, con thì khi con quay clip á, con thật lòng cô chú mua cô chú cũng thật lòng chứ đừng đùa con nha. Rồi mua số nhiều là con có hết á. Thì hôm nay là nhân ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì Thắng cũng kính chúc quý thầy cô trên toàn quốc được mạnh khỏe và công tác tốt, sẽ đưa những chuyến đò mới cập bến. Thì Thắng cũng chúc thầy cô đã từng dạy Thắng cũng như vậy luôn ha. Và chắc chắn sẽ nhớ Thắng, tại vì đó đi học hiền khô à. Đến đây thì cuối clip rồi. Mến chúc bà con chúng ta luôn hạnh phúc và phát tài. Xin máy bay bà con chúng ta. Hẹn gặp lại.